Cậu đi đâu thì đi, nửa tiếng lại đón tôi. Dạ. Hai bác cháu làm gì mà tôi điện thoại mãi không ai nghe, cứ ngỡ xảy ra chuyện gì. Bác, cháu không nghe thấy tiếng chuông kêu. Ông gọi về bao giờ hay cứ nói đại sao vậy? Bác cháu tôi ở đây suốt chứ có đi đâu. Bác ơi, có thể lúc bác cháu mình ở trong bếp, chuông nhỏ nên không nghe thấy. Bà nghĩ tôi nói dối bà cả những điều nhỏ nhặt vậy hay sao? Phải, ông không giấu tôi những chuyện nhỏ nhặt, mà chỉ giấu những việc to lớn thôi. Bà này, bữa nay làm sao vậy? Kìa bác, bác trai chắc sốt ruột lắm nên mới bỏ dở bữa tiệc mà về đó. Sao ông gọi điện bảo trưa không về mà giờ còn về làm gì? Bác ngồi nghỉ đi, để cháu pha nước cho. Sao không ở lại cho tròn bữa tiệc mà lại bỏ về? Thì tôi gọi điện định báo tin cho bà là thằng Hải và toàn tổ của nó được ban giám đốc nhất trí đề nghị tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Không thấy bà đâu cho nên tôi sốt ruột. Bác uống nước. Ôi vui quá bác ha. Vui và vinh dự lắm cháu ạ. Đó, như bác và bố cháu mấy chục năm cống hiến đã có bao giờ dám mơ tới huân chương đâu. Bà dự đoán đúng lắm. Thằng Hải đã mang vinh dự về cho cả họ nhà mình đó. Phương à, bác rất biết ơn cháu. Bác và Hải ít ở nhà nên bác gái rất cô đơn. Bố con bác đều hiểu, nhưng vì công việc không thể nào khác hơn được. Cháu đã thường xuyên đến chơi, động viên để bác gái được vui. Có thể nói là thành công của bác và của Hải trong công việc có phần công lao không nhỏ của cháu. Cháu có làm được gì để giúp bác danh Hải đâu. Cháu giúp bác và Hải một việc rất lớn đó. Nếu không có cháu, chắc bác gái sẽ buồn chán mà sinh bệnh mất thôi. Ông im đi thì hơn. Nếu ông và thằng Hải hiểu được nỗi cô đơn buồn chán của tôi thì đã chẳng nỡ lừa dối tôi như vậy. Bà, tôi lừa dối bà điều gì mà bà nỡ nói cho ác khẩu vậy? Ông lừa dối tôi điều gì thì từ lương tâm ông biết. Bà nghe tôi nói đã. Tôi biết bà mơ ước có cháu Phương làm con dâu. Phương à, thật tâm thì bác cũng mong ước có một nàng dâu như cháu. Nhưng mà chuyện tình cảm thì dù cho là bố mẹ cũng không thể nào thô bạo để ra lệnh được. Ông còn không biết ông đã lừa dối tôi điều gì mà ông lại còn giả đò cảm thông an ủi cả tôi với con Phương. Bà, tôi lại chẳng đi guốc trong bụng ông được sao? Bà mất trí khôn rồi hay sao? Bà làm cái gì kỳ vậy? Ông quen chính trị với người ngoài, bây giờ về ông lại vợ thối cả với vợ con. Tôi chịu ông hết nổi rồi. Kìa bác, con xin bác hãy bình tĩnh lại. Thì bà cứ bình tĩnh lại coi. Đã vậy hôm nay ông phải trả lời tôi. Bà, trả lời gì thì bà cứ buông tôi ra. Tôi có chạy đi mất đâu. Ông muốn cảm ơn người Nga, muốn người Nga nâng đỡ nên bố con ông đã về hùa với nhau lừa dối tôi. Chính ông đã bố trí hai đứa nó ra biển để hú hí với nhau phải không? Ông phải trả lời tôi. Muốn trả lời thì bà phải bình tĩnh đã. Alo, nhà bác Việt đây ạ. Sao? Dạ, dạ. Bác ơi, nhà Hải ông bố bị xảy ra hỏa hoạn. Sao? Trời ơi, bà có biết tai họa đã xảy ra rồi không? Thảm họa, thảm họa, bà có biết không? Anh em kỹ sư, công nhân ở trên đó chẳng khác nào như con kiến trong chảo mở sôi. Một đống tài sản của nhà nước trong chớp mắt đã biến thành đống sắt vụn chìm xuống đáy biển. Trời ơi, ông mơ vậy còn thằng Hải nhà mình. Bác ơi, bác, bác ơi. Trời ơi, thật là họa vô đơn chí. Lại còn lăn đùng ra đó nữa. Bà ơi, tỉnh lại đi bà.
ơi, bác Khai chỉ bị sốc mạnh thôi, để cháu chăm sóc cho. Bác cứ đi đi, người ta gọi bác đến hộp gấp đó. Coi bà có làm sao không, để bác còn đi gọi xe cấp cứu. Cháu nghĩ không sao đâu, bác Khai chỉ lo cho anh Hải. Thiệt tình. Mà thằng Hải dàn sáu cách gần 30 cây số thì làm sao mà lo. Thế họ còn nói gì nữa không? Dạ không, chỉ báo dàn trái và mời bác đến hộp gấp. Bác nhờ cháu chăm sóc bác gái, khi bà ấy tỉnh dậy thì cháu nói cho bà ấy biết là Hải ở dàn sáu cách dàn 40-30 cây số để không làm sao cả, cho bà ấy yên tâm mà. Dạ bác cứ đi đi. Bà tỉnh rồi à? Thằng Hải không sao đâu, bà đừng lo gì cả. Bây giờ tôi phải đi họp ngay đây. Nếu bà thấy trong người mệt mỏi quá thì nhờ cháu Phương gọi xe vô bệnh viện khám xem thế nào. Ông cứ đi đi, tôi không sao đâu. Thôi tôi đi đây, Phương giúp bác nha. Dạ. Bác uống miếng trà gừng cho nó tỉnh người. Gần 10 giờ sáng, van trạc tư của cây thông khai thác đột nhiên dầu khí phun ra. Khí ga trùm lên toàn vàng, rồi phát lửa. Ngọn lửa đã bùng lên, cao từ 4 đến 5 mét. Sau tiếng còi báo động, chưa đầy 40 giây, tất cả cán bộ công nhân đều có mặt trên dàn. Các biện pháp chữa cháy được triển khai. Các bạn nhà dùng súng phun nước và áp suất 15kg bắn vào. Công nhân Việt Nam cũng dùng vòi rồng với dòng nước cực mạnh để phun vào, nhưng vẫn không dập tắt được ngọn lửa. Vì áp suất trong giếng quá lớn, dầu khí vẫn liên tục phun ra như thường. Sau chừng 10 phút, dùng nước không thể dập tắt được, ngọn lửa có nguy cơ lan rộng. Hai công nhân Việt Nam đã quyết định dùng bình bọt xeo hai loại lớn để dập lửa. Hai anh đã dũng cảm khiến bình bọt xông vào lưỡi lửa, vừa chạy vừa phun bọt xeo hai trùm lên đám cháy, rồi lao vào lắp lại van trạc tư của cây thông để ngắt khí thoát ở trong giếng ra. Nhờ tinh thần dũng cảm của công nhân Việt Nam mà đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, cứu vãn khỏi thảm họa. Đã biết tên hai con người dũng cảm đó chưa? Dạ chưa ạ, vì ngoài vàng chưa có báo cáo cụ thể. Anh là trưởng ban mà không nắm được điều đó thì nắm điều gì? Nắm ngay tên tuổi, nghề nghiệp của họ để ban giám đốc kịp thời biểu dương tấm gương dũng cảm, không ngại hiểm nguy dập tắt ngọn lửa, đem lại sự bình an cho vàng và mạng sống của đồng nghiệp. Dạ vâng ạ. Đã nắm được tình hình thiệt hại vật chất cũng như về con người cụ thể như thế nào chưa? Dạ cũng chỉ mới biết hai cán bộ ngay bị bỏng. Khi ngọn lửa phát ra, họ đang đứng gần đó, ngọn lửa phun thẳng vào nên bị khá nặng. Hai công nhân Việt Nam chữa cháy cũng bị thương nhẹ. Máy bay cứu hộ đã bay ra cấp cứu nhưng hiện vẫn chưa về. Tình hình thiệt hại về vật chất cũng chưa tổng kết cụ thể được. May mắn là chúng ta thoát được thảm họa nhờ hành động dũng cảm của hai công nhân Việt Nam. Vấn đề trước mắt là xác định cho được nguyên nhân gây nên hỏa hoạn, xem trong quy chế về an toàn sản xuất có gì chưa chặt chẽ. Như ta đã biết, Hải Âu bốn chiếm tới 20% sản lượng của liên doanh, cần phải bổ sung, nhanh chóng khắc phục hậu quả, để dàn trở lại sản xuất. Bao nhiêu phần trăm đủ mấy? Bỏng cầm 60% đủ 2 ạ.
Tôi nghĩ những biện pháp tức thời khắc phục hậu quả như các anh đã bàn là ổn. Tôi đề nghị anh Burin chỉ đạo ban an toàn và bảo vệ môi trường nhanh chóng xác định nguyên nhân, quy trách nhiệm cụ thể. Và nếu thấy cần thiết thì phải có những quy chế bổ sung nhằm bảo đảm an toàn cao hơn cho phương tiện thiết bị hoạt động, con người và tài sản của liên danh. Rõ. Đề nghị anh Việt thay mặt ban giám đốc thảo thư khen ngợi tấm gương dũng cảm của hai công nhân Việt Nam. Phổ biến kịp thời đến tất cả mọi đơn vị ở trong liên danh. Đồng thời cũng phải nhắc các đơn vị kịp thời nâng cao ý thức an toàn lao động để tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra. Báo cáo tổng giám đốc, bộ phận cứu hộ báo cáo đã đưa 4 cán bộ công nhân kỹ thuật trên tàu dầu bị bỏng về trung tâm y tế an toàn. Tốt rồi, cảm ơn. Anh Việt, mấy giờ anh bay ra Hà Nội? Tôi bay chuyến 11 giờ trưa mai. Vậy sáng mai anh mới lên Sài Gòn phải không? Dạ. Chiều nay tôi có cuộc hẹn làm việc với chuyên gia. Anh có thể thay mặt ban giám đốc cùng với anh Lan chủ tịch công đoàn đến thăm hỏi và động viên những người bị thương nhé. Dạ, họp xong tôi sẽ đi ngay. Cảm ơn anh. Các anh còn vấn đề gì không? Dạ không ạ. Không. Nếu không chúng ta giải tán. Chào ông. Dạ, xin chào. Chào. Chào ông. Xin mời. Xin mời. Mời các anh. Tính mạng không còn nguy hiểm nữa, nhưng độ bỏng sâu khoảng 20%, sẽ tiến hành phẫu thuật ghép da. Trung tâm mình có thực hiện được không anh? Về chuyên môn chúng tôi có thể tiến hành được, nhưng tốt hơn là để ổn định rồi đưa tới một bệnh viện chuyên khoa. Anh thấy cách nào làm tốt nhất thì cứ quyết định. Con người là vốn quý nhất mà. Vâng. Thế anh ấy tên là gì? Risa, kỹ sư khai thác, tốt nghiệp ở Baku năm 1982, phụ trách công đoàn trên vàng. Anh ấy tình cờ gặp Kachia trên đầu giếng. Họ biết nhau từ hồi còn học ở trường, nên đứng lại nói chuyện. Bất ngờ lửa từ đầu van vặn đối áp phun thẳng vào lưng anh ấy. Mà cô ca cha có làm sao không? Risa che cho cô ấy nên cô ấy chỉ bị bỏng nhẹ, nhưng đáng tiếc là lại bị bỏng ở mặt. Mà cô ấy ra vàng làm gì mới được chứ? Nghe đâu là vàng trưởng yêu cầu kỹ sư thông tin ra đó để hiệu chỉnh lại thiết bị liên lạc mới lắp đặt. Ngoài việc gì chuyên môn, anh thấy thế nào tốt nhất thì làm. Kể cả cần thiết đưa ra nước ngoài chữa trị, cốt là cứu người, làm giảm tối đa những di chứng mà họ phải chịu đựng. Bác sĩ ra lệnh cắt của em mấy lọn tóc này đi, nhưng chị giữ không cho. Tóc em đẹp như vậy, cắt đi thì tiếc lắm. Mặt em bị thế này thì giữ lại mái tóc làm gì? Em đừng buồn, rồi sẽ khỏi thôi. Tóc cắt đi rồi nó sẽ dài ra. Còn má em thì em biết rồi, nó sẽ nhăn nheo, nhão nhịt, như vết sẹo như là trái đào khổ. Em đã được gặp một người ăn hồ Liên Xô cứu giàn khoan bị cháy. Hành động của ông thật là đáng khâm phục. Nhưng khi nhìn khuôn mặt ông méo mó, hai mắt treo ngược lên trán thì em sợ quá phải nhắm hai mắt lại. Em đừng quá lo lắng như vậy. Vết bỏng của em không sâu, trả lại y học ngày nay rất là tiến bộ, có thể làm được những việc trước đây bó tay. Michael Jackson còn thay đổi được cả màu da kia mà. Ca cha, tới đây bác mới biết là cháu gặp nạn. Sức khỏe cháu hiện nay ra sao? Cháu không sao đâu bác ạ. Có lẽ khi đám cháy bùng lên, cháu sợ quá mà ngất đi. Bây giờ thì cháu bình thường rồi. Trong cháu còn bơ phờ mệt mỏi lắm. Cứ yên tâm điều trị, đừng lo lắng gì nghe. Ban giám đốc sẽ tạo những điều kiện tốt nhất để cho các bạn điều trị có hiệu quả, mau chóng bình phục trở lại sản xuất. Bác ơi, giảm thế nào rồi?
Ngọn lửa đã được dập tắt rồi. Mọi cái đã trở lại bình thường. Đang khắc phục hậu quả đó. Chỉ ngày mai là vàng lại tiếp tục khai thác thôi. Anh Grisa có bị nặng không hả bác? Anh ấy bị bỏng nặng hơn cháu. Nhưng bác sĩ bảo không còn nguy hiểm. Anh ấy sẽ bình phục. Lúc đó khi ngọn lửa bùng lên, anh ấy đã che cho cháu. Nếu không có anh ấy, chắc chắn cháu thành than rồi. Cô phải nằm im tĩnh dưỡng. Cô còn bị choáng, phổi bị nhiễm khói nặng, cơ thể chưa trở lại bình thường đâu. Nhưng cháu muốn đến thăm anh Grisa. Cô chưa được phép rời khỏi phòng. Đây là kỷ luật của bệnh viện. Còn anh Grisa, cô có thể sang thăm khi nào tôi cho phép. Khi nào thì được phép sang hả bác sĩ? Khi nào phổi hết nhiễm bẩn, nhịp tim của cô trở lại bình thường. Xin các anh thông cảm, không nên kéo dài thời gian thăm hỏi. Như vậy bệnh nhân sẽ mệt mỏi, ảnh hưởng đến sự hồi phục của cơ thể. Anh nói đúng. Bây giờ cũng đã hết giờ, nhưng mà chúng tôi muốn thăm hai công nhân đã dũng cảm dập lửa. Dạ, xin mời các anh. Bác ơi, cháu xin nhờ bác một điều. Cháu cần gì, cứ nói đi. Xin bác đừng báo cho anh Hải biết cháu bị bỏng. Uống đi, uống đi các bạn ơi. Ôi tuyệt quá. Dầu hỏi ông Sáu mới sạch làm sao? Có lẽ một tấn dầu mới có một lít nước. Còn chất paraffin, nhưng không sao. Kỳ diệu quá. Dầu từ độ sâu 5.000 mét đang phun lên. Chúc mừng nhạc trưởng. Đúng là mỏ dầu quý hiếm có trên thế giới. Anh biết, đã có lúc đứng trên bờ nguy hiểm, tưởng sẽ cục mất cầu quan. Vậy mà dầu đã lên 20 mét khối một giờ. Chúc mừng anh. Chúc mừng. 25-30 năm nữa chúng ta sẽ về hưu. Trong ký ức âm u của tuổi già, nhiều cái sẽ quên. Nhưng sự kiện này thì sẽ còn đậm mãi cho đến khi từ già cõi đời. Đáng tiếc chúng ta không được phép uống rượu. Thế mới đáng tiếc. Giá mà chúng ta ở vùng Bắc Cực, tôi sẽ tắm vodka với tuyết. Giàn trưởng, có thông báo của ban an toàn lao động và thư khen của ban giám đốc. Khen mỗi người hải ông số lao động quên mình đã moi được vàng đen từ dưới tầng móng lên chứ gì. Không, khen hai công nhân Việt Nam đã dũng cảm cứu vàng và dập tắt quả hoàng. Quả hoàng ở đâu? Ở vàng 2O4. Tất cả im lặng. Nghe thông báo của ban giám đốc. Vàng 2O4 cháy, ca chi ai bị thương? Làm sao ca chi ai vào 4? Mày định làm gì hải ơi? Đến phòng thông tin, ta phải xin gọi điện giao mơ. Mày mất trí rồi à? Giờ này các cơ quan đều đóng cửa, chỉ còn trung tâm thường trực xử lý những vấn đề khẩn cấp. Gọi điện về nhà riêng thì họ không nối cho đâu. Наверное, Катя не сильно ранена. Постарайся потерпеть до завтрашнего утра. Thôi, cố chờ đến sáng mai vậy. Позвони в центр. Cứ gọi về trung tâm. Ít ra họ cũng cho mình biết tin cụ thể.
Tôi ngủ muộn quá phải không? Xin lỗi, em đã vô tình làm chị thức giấc. Gần 9 giờ rồi, chưa bao giờ tôi ngủ một giấc nào sai như thế. Chị đang điều trị, ngủ được là tốt nhất. Mẹ tôi thường nói với tôi rằng con gái ngủ trưa là rất xấu đấy Phương ạ. Các bà mẹ trên thế giới đều rất giống nhau. Mẹ em cũng thường răn dạy con gái như vậy. Theo bà, con gái phải thức khuya dậy sớm mới có thể lo toan gánh vác hết công việc nhà chồng. Em tưởng ở nước Nga xã hội công nghiệp thì phải nghĩ khác chứ. Phương biết không, con gái Nga sáng sớm cũng phải dậy nhào bột nướng bánh, sau đó chờ chồng dậy ăn rồi cùng đi làm. Nếu có con thì phải đưa con đến lớp học, rồi về nhà cơm nước, chợ búa, rồi lo bữa chiều. Mà Phương đến bao giờ thế? Em đến được một lúc rồi. Mình vô duyên quá, khách đến thăm lại ngủ trưa. Chị Na ơi, pha nước cho em. Katya, em gọi chị đó à? Vâng, em gọi đấy. Phương, cà phê nhỉ? Chị Katya, chị dẫn khách sáo quá. Uống cà phê mà khách sao à? Chị Na ơi, cứ pha cho em đi. Em rất thích cà phê. Mỗi khi tỉnh dậy uống cà phê, em thấy tỉnh táo lắm. Chị cứ ngồi yên trên giường đi. Sáng nay không có giờ dạy, em tranh thủ qua thăm chị. Sức khỏe chị thế nào rồi? Mình bình thường rồi. Chỉ có cái này, có cảm giác vẫn bị tê giáp một bên mặt. Hoa đẹp quá. Phương mang vào đây à? Cảm ơn Phương nhiều lắm. Mình rất thích. Sao mà chị nói cái gì vậy? Không, mình thích hoa ly Đà Lạt lắm. Ở châu Âu cũng có rất nhiều hoa ly, nhưng hương thơm của nó không ngào ngạt như hoa ly Đà Lạt. Có phải chị định nói giá mà chúng ta không cùng yêu một người đàn ông thì đã trở thành một đôi bạn tốt? Làm sao mày cứ loay hoay như là Don Quixote đứng chưa cối say giờ thế? Lâu quá, em sợ quấy bị nặng, không nghe được. Nhưng phòng bệnh không có máy, chỉ có thể nổi đến được phòng giám đốc trung tâm thôi. Chắc người ta phải đi tìm, đưa cô ấy đến. Катя, тебе к телефону. Алло? Катя, anh Hải đây. Vâng, anh Hải à? Phương đang ở đây với em. Phương có ở đấy à? Nói với Phương là anh có lời nhờ Phương săn sóc giúp đỡ em. Vâng, em sẽ nói. Chị bảo anh Hải cứ yên tâm, em sẽ làm tròn phận sự của một người em gái. Sức khỏe em thế nào? Em có bị nặng không? Không sao đâu anh Hải à, chỉ như làm bếp chạm vào chiếc chảo nóng thôi. Ai cứ yên tâm làm việc đi. Mà ai nói cho anh biết em bị tai nạn thế? Ban lãnh đạo liên doanh thông báo. Anh lo quá. Ngày tối đêm qua anh tìm cách gọi điện cho em, nhưng mà không được. Mà có thật là em không sao không? Em nói thật đấy, không sao mà. Phương đang đồ ngồi đây chơi với em. Chúng em pha cà phê, chuẩn bị ăn sáng. Nghe giọng vui vẻ của em là anh tin rồi. Vậy mà suốt đêm qua anh không thể nào chợp mắt được. Anh và Kuzenko ngồi uống cà phê chờ trời sáng. Kuzenko cũng lo cho em lắm đó. Tội nghiệp hai anh. Em xin lỗi vì đã làm các anh phải lo lắng. Anh có nhớ chuyện trước lông của chị gà mái của nhà văn Andersen không? Chuyện bị nạn của em cũng chỉ thế thôi mà. Em chắc rằng hai anh tưởng tượng kinh khủng lắm, phải không? Nghe em cười vui như vậy là anh thấy yên lòng rồi. Dù sao thì em cũng yên tâm mà điều trị đi. Bác sĩ bao giờ cũng có lý. Anh đã xin phép thủ trưởng rồi. Được phép là anh sẽ về ngay với em. Cô
xa có anh gần lại, biển của hai chúng ta.